Chào mọi người, mình là Trung bên kênh máy khoan pin cũ nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy khoan hàng rời để cho mọi người xem lựa mua nhé. Đấy, mọi người xem thì vui lòng ủng hộ mình một like nha mọi người. Xem ủng hộ một like. Còn ai ưng ý muốn mua cái gì thì liên hệ gọi trực tiếp tới số điện thoại bán hàng mình để ở trên tiêu đề video và dưới phần mô tả nha mọi người. Đấy, mọi người ai chưa đăng ký thì đăng ký vào nút đăng ký ở bên dưới góc phải này. Thì để mình lên video phát là mọi người nhận được thông báo xem ngay nha mọi người. Đấy. Đầu tiên là có bộ máy khoan bê tông Bosch 24V. Nó rớt mất mấy cái tem rồi, nhưng mà con này máy khoan bê tông Bosch 24V nha mọi người. Khoan bê tông Bosch 24V nó có cục sạc này, và cục sạc nó cũng mắc dai rồi. Về mọi người gắn dai vào nha. Đấy. Mọi người tự tay gắn dây vào đây, cục sạc của nó này, nó sạc như thế này nhé. Ok. Đây là mình sẽ test cái này cho mọi người. Dương. Âm. Nó có cho mình chỉnh điều tốc ở chỗ này nè. Đấy, ngắn nè, chỉnh vào sau này. À, cái này nó chặn công tắc. Búa có nha mọi người. Trái phải ok nè. Máy chạy trái phải ok nè. Có búa này, đó, không búa này, khoan không này. Ok chưa? Đấy. Trái phải ok nha mọi người. Hai chế độ búa và khoan bình thường nha mọi người, có tay cầm. Đấy. Rồi. Đây. Bộ như thế này. Đó. Số 1. Số 1. $980.000 nha mọi người. Đấy. Về mọi người đáo dai vào, mọi người sạc thử cục pin này xem như thế nào nha mọi người. Tại vì cục pin này mình thấy còn khá là mới nhá. Hình khá là mới. Chỉ có này, cái chỗ này, cái phần keo của cái tem này nó không có tốt nên nó bị mắc mất này. Đấy. Đấy, còn cục sạc này, nếu như cục pin hư thì cục sạc này mọi người có thể chế luôn. Lúc mà mọi người đóng pin lại, mọi người chế luôn sạc vào đây, nhìn nó zin lắm nha mọi người. Đấy, số 1. 980.000. Tục số 2 cũng một bộ Bosch tiếp. Đấy, này bên này còn cái tay bên này này. Bosch 24V này. Ha, 24V. Còn giữ nhặt không thôi. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ test con máy này. Cái cục sạc này nó cũng mắc dai rồi cho mình. Chưa thấy chạy. Chưa thấy chạy nha mọi người. Đấy. Chưa chạy này. Ồ này chưa thấy chạy nhé.
Ok. Đây. Còn là số 2 chưa chạy nhá. Số 2. Số 2. Đây, số 2, bộ này à 750.000. Số 2 750.000. Số 3 tiếp tục. Con vẫn con đấy, bốt. Bốt 24V. Đấy, cũng con đấy nha mọi người. Con này có hai cái vỏ bình này đây. Đấy, hai vỏ bình này đây. Này. Cái chỗ này nó này. Nó bị mẻ ra như thế này nhưng mà cái này thì nó không có ảnh hưởng gì nha mọi người. Cái này nó không ảnh hưởng gì. Nó thảo mắt thẩm mỹ hơi bị mẻ một tí thôi chứ không có ảnh hưởng gì cả. Đấy, chiều. Trái phải ok nha mọi người. Búa này, chế độ búa này. Ok. Ba con thì hai con chạy, một con không chạy. Đấy, về kiểm tra thay. Con kia thì công tắc nó hơi đơ đơ, nó kiểu bị dính, bị bẩn gì. Về kiểm tra thử. Đấy. Này. Hai cái vỏ bình sạc lên với nhau nha mọi người. Sạc này mình cũng chưa test luôn. Chưa test luôn, mọi người về kiểm tra thử nhé. Con này số 3. Số 3 nha mọi người. Số 3. Bộ này 1.090.000. 1.090.000 nha mọi người. Quả bình cho người 2V rồi. Đây. Tiếp theo là một bộ máy bắn vít khoan Reeling. Bộ này thì 10V8 nha mọi người, 10V8 12V như nhau, cũng 3 cell Li-ion. Pin Li-ion nha mọi người. Xài pin Li-ion nhé. Đấy, pin Li-ion. Pin Li-ion nha mọi người. Mà quả bình này thì về mọi người kiểm tra xem nhé. Hiện tại thì mình chưa thấy chạy. Đấy. Dừng ngầm. Đây. Điều tốc thắng ok. Đảo chiều. Đảo chiều ok nha mọi người. Đấy. Đào này. Đào chỉ hơi nhích nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì nhá. Đây. Con này số 4. Số 4. Cây này 480.000. Số 4 480.000 nha mọi người. Hôm qua em có thấy cái đầu tiếp 13 mà trong nó có gắn cái nhông không? Ở trên đạo. Ở trên đạo có cái xẻ cái gắn cái nhông đen đen á con. Hồi sáng anh tìm mấy mãi nó không thấy. Ok, đầu tiếp 13 này mà. Biết rồi, tiếp 13 mà có cái chỗ xẻ có gắn cái đầu nhông luôn á.
sáng tìm mà không thấy được. Không, không có thấy, không thấy cái bùa luôn à? Hay là... không thấy cái đó, để em vặn cái đầu nhông đó, vặn cái đồ để đút vô cái nhông đó đó. Thì gớp ngoài á. Cắt được để ngồi lên cắt. Ờ, em lên gắn, tiếp gắn luôn nhanh chứ. Đây. Khoan bắt vít xích 12V nha mọi người. Khoan bắt vít xích 12V. Cứng cái đảo chiều. Đó, thấy không? Mình ép mình đẩy qua xíu. Nó hơi dính cái cò vào này, mọi người ha. Người về mở ra vệ sinh đi nhé. Đấy. Ra vệ sinh đi. Nghe tiếng ác 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 đấy thì 99% là nó sống rồi. Đấy, nhưng mà chẳng qua là nó bị cạc. Cứ lấy dơ cái cỏ. Con này là số 5. Số 5. Con này là 200. Số 5 200 nha mọi người. Ồ, con này ngoại hình mới ghê. Số 6 này. Xích 12V giống con lúc nãy, nhưng mà con này ngoại hình tóc tem thấy đâu. Cũng ý cái kiểu để ý rồi, cái đời con này nó đồ bãi nó hay bị đơ cái chỗ nút đảo chiều này. Mọi người về mở ra kiểm tra nhé. Đấy, thường mở ra vệ sinh cái chỗ đấy là nó ok, bật tập 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 qua là xài được rồi. Đấy. Con này là con số 6. Số 6 180.000. Số 6 180.000. Số 7 là một con máy Evalue 12V. Đấy, Evalue 12V. Con này mình nhớ là lực siết là 88 N hay là 100 N vậy đó. Tại nó có hai đời. Con này tóc đồ phê lắm đó. Mới vừa nhất đó. Điều tóc thắng ok, đảo chiều ok nha mọi người. Full chức năng nè, đào bị rơ nè, thấy không? Về người thay cái bi cái bạc cho đấy là ok à. Con này con số 6, số 7. Số 7. Con này à chạy. Đây. Con này à 201 nha mọi người. 201. Đây. Số 8. Cũng con Evalue đây. Evalue 12V, khoan vít, ồ, này, mắc hai con vít đạo rồi mọi người, mắc hai con vít đạo này, đó, chỗ này như bị nứt một tí, nó nứt thôi, nứt một tí, để mình thử xem cái máy chạy nhé,
Vít thì đơn giản là quan trọng mà. Ok, chạy ngon. Ok, chắc nó không bị hở chỗ này nè, cây này về mọi người mở ra sắp xếp rồi vệ sinh lại á. Đó, trái phải ok, điều tóc ok, thắng ok, đào hơi nhích nhẹ thôi. Đấy, chơi tập chơi đồ bãi là nên lái những con này, con này mà mua những con hư nữa kìa, mua những con hư về sửa kìa. Có một con chạy được như thế này với một con hư về táo qua để test nha mọi người, rồi sửa nha mọi người. Con này con số 8 đấy, 201 8 201. Số 9 tiếp tục một con máy, con này cũng tương tự Evolio mà con này con Boost Power nè, lực siết của nó 88.2 newton đó, 12V thấy không, vòng tua của nó 2800 vòng này. Tóc thắng ok, đảo chiều ok này, chỗ này nó cắn nó bị mẻ nhưng không ảnh hưởng gì nha mọi người. Cái đào chỗ này nó chỉ là thẩm mỹ thôi chứ nó không ảnh hưởng gì đâu. Đấy, đào không rơ này, ok. Đây là cây số 9 201 số 9 201. Số 10 tiếp tục một cây Evolio 12V. Hiện đại đây là nó bị bẩn á mọi người, nó bị bẩn, nó cạc, nó bó, nó rít chứ. Về mọi người phải nhỏ nhất mở đồ mọi người vệ sinh đi nhá. Đó, mình thử test cho mọi người thôi. Đây có điều tóc này, có điều tóc có thắng nhé. Nhưng mà nó bị bó quá, như thế này mình cũng không test thắng được, cứ có điều tóc ở đây ok. Để mọi người mở ra vệ sinh đi. Con này con số 10. Số 10. Cái này 201 nha mọi người. Người 201. Đấy. Mọi người hỏi mình là mọi người ăn rồi cứ đi hỏi là mua máy 18 rồi đồ bắn tôn thì ok. Nhưng mà nếu như mọi người cần những mua những máy rẻ để bắn tôn được thì con 12V như thế này đã bắn tôn được dư sức rồi nha mọi người. Con 12V như thế này đã bắn tôn ok rồi nha mọi người. Đây. Số 11 tiếp tục một con Evolio 12V. Đặt người về lắm con này thấy không biết. Cạc, có bị cạc rồi mọi người này. Đó. Chưa chạy nha mọi người, còn nó cạc rồi nên chưa chạy. Mọi người về mở ra kiểm tra thêm nhé, chưa chạy. Con này số 11 180.000, 11 180.000.
12 là một con vít Yamin 12V. Đấy. Vít hở đào rồi đây. Vít hở đào. Không. Thử chạy thử xem sao. Đó, cũng cạt nha mọi người. Đây. Đấy, bị cạt rồi. Tạm thời, cứ chưa chạy đi. Con này con số 12, 180.000. Nha mọi người. Ba là một con xích 12V nha mọi người, xích 12V. Cũng là cạc cái đảo chiều chỗ này, bên này chưa chạy nha mọi người, chưa chạy thì mọi người mở ra kiểm tra thêm. Đấy, thường nó hay bị chỗ cò này này nó bẩn nó cạc á. Số 13 đây này, 13 180.000. 13 180.000. Đây. Cũng cây xích 12V nhé. Là màu trắng. Chưa chạy nha mọi người, chưa chạy, mọi người mở ra vệ sinh kiểm tra thêm. Số 14 180.000. Là một con gear tool 12V. Gear tool 12V nha mọi người. Giờ bỏ. Đấy. Mọi người về vệ sinh đi nhá. Trái phải ok, bị tóc thắng ok. Đấy. Đào rơ này. Về thay bi bạc đi. Con này con số 15. 201. 15, 201 nha mọi người. Bị hư cái buji chú. Dạ. Không có mua cái buji mới rồi, tí thằng ngày em thay.
không có đồ, qua không có đồ, không có đồ mở chứ. Đây, con này là Hexia, có hai con. Hexia 12V. Con này cũng Hexia đây. Lại nghe kiểu cạch 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 cạc rồi mọi người, cũng cạc luôn rồi, chưa trả đi, nhanh gọn. Con này con số mười mấy rồi, 16 16 200 16 200. Con này 12V nha mọi người, 12V. Đấy, bỏ pin này, 12V hết kia. Đấy, số 17. Đây, cũng con hết kia đấy đây. Con này thì có tem nhưng mà xước nhiều hơn. Vỏ pin rộng rãi. Rồi. Cũng là đơ cò. Này. Bẩn cạc cứng nha mọi người. Này, mắc cát, mắc đồ gì chỗ này nè. Cứ ngắt rồi. Để mọi người mở ra vệ sinh đi nhé. Đây. Con này con số 17. 17 180.000. 17 180.000. Mười 18. Này cũng con hết kia 12V, đời khác nha mọi người. Đấy, bỏ pin. Đúng mấy con thì toàn chưa chạy hết trơn rồi. Về mọi người mở ra kiểm tra nhé. Nè, cái đảo chiều nó cũng bị đơ nè. Y một bệnh hơi bị nhiều. Nó sai trên cái mũ. Mũ phía tay nhé. Làm hôm qua đạp xịt khối ra mọi người. Này là số 10 à. Số 18 nha mọi người. Ủa phải 18 à, 18 đúng rồi. Số 18. 200. 18 200. Đây số 19 cũng con hay kia đấy luôn. Con này ngoại hình 6 hơn. Chưa chạy. Cũng chưa chạy luôn. Số 18. 108 nha mọi người. 18. 180.000. Thấy đi vậy dính vô cái đầu đó. Đúng rồi. Chính nó đó. Hôm nay tiền không ra 19.
con Yamin 14.4 nha. Yamin 14.4 này. Đang mắc cái đầu vít này thì nhỏ nhớ cửa ra nha mọi người. Cái kìm kẹt cửa đây. Để bạn sáng mai, sáng mai anh được. Đều tóc thắng ok nha. Mỗi chiều ok. Con này ngoại hình rất là đẹp nha mọi người. Chẳng qua là nó bẩn thế này cho mọi người về vệ sinh đánh ra này. Hơi bị tắp xù vô này thôi. Chứ còn nhìn cái xước sát ít lắm. Số 19. 19. Cái này 301. 19, 301 nha. Là một con máy bắt vít khoang jack 12V nha mọi người. Con này bị cạt cái đào rồi. Để mình thử. Rồi, chưa chạy luôn. Chưa chạy nha mọi người. Đây, chưa chạy. Con này con số 20. 180.000. 20, 180.000. Số 21 là một con máy khoan bắt vít bắt 12V nha mọi người. 12V. Điều tóc thắng ok cho người đảo chiều. Ok, đèn sáng. Con này con số 21. 21. Con này 270.000. 21 270.000 nha mọi người. Số 22 là một con gì đây, toàn tiếng Nhật không. Này 100 N. 100 N nha mọi người. Đây Kubo. Con này 12V nhé. 12V. Âm bên nào, dương bên nào, cả binh cũng không ghi rồi sao. Binh cũng không ghi âm dương. Mà trên máy nó cũng không ghi âm dương, giờ không biết. Trên nào đây. Đây, để mọi người tự mở ra, tự kiểm tra chân nào âm dương, mọi người test nha. Giờ cái binh nó cũng không ghi mà giờ... mà đi máy nó cũng không ghi nữa. Con này thằng rời thằng ngoài sẽ rất là mạnh đây. Đấy, chưa chạy ngồi tính chưa chạy.
Con này con số 22. 22. Con này 240.000. 22 240.000. Số 23 là có một con máy khoan 12V. Con này thì mắc tem rồi này, thì nó bị cắn nó bể này. Đấy, vỏ bình nó cũng gãy luôn, cắn bể vỏ gãy luôn. Đấy, về mọi người thay vỏ hoặc là rồi cạc luôn cái cò rồi, khẩu tết luôn. Gãy nó cắn cái cò, cạc cái cò. Về mọi người lái phụ tùng nha mọi người, motor cò đào gì đó mọi người lái nhé. Con này con số 23. 23. Đây này 50.000. 50.000 nha mọi người. 23 50.000. Ok. Video của mình hôm nay đến đây kết thúc nha mọi người. Hôm nay 23 số. Mọi người ai xem video thì ủng hộ một like nha mọi người. Đấy, mọi người mua hàng thì điện thoại trực tiếp số điện thoại bán hàng 0854901685 có ghi ở trên tiêu đề và phần mô tả của video nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.